chưa? Đây là khu vực khuôn viên của nhà ông Ba Trương ở số 919 ấp Hòa Phú, xã Long Bình, huyện Long Tây, tỉnh Tiền Giang. Thì tư duy của cái khu giả thự này của ông Ba Trương là khoảng là 800 m², diện tích xây cất cái nhà mới, nhà cũ là khoảng 300 m², còn lại 300 m² trồng chặt là rất là nhiều hoa mau, cây nhà lá dương để hái ăn hàng ngày. Đây là bầu đu đủ, đây là vàng xuân lý, đây là hàng bạc hà, rau thơm, rau xanh. Bây giờ chúng ta vào nhà. Đây là một cái mâm mà không biết bao ngũ quả hay là thập quả hay là nhị thập rau quả hái từ khu vườn của Ba Trương. Thì ta thử đếm coi cái mâm này có bao nhiêu cái loại rau quả mà Ba Trương đang trồng cũng như là ăn hàng ngày. Ở đây bạn đi. Ở khu vực này thấy đến khoảng chừng 10 mấy loại quả đây. So đũa nè, đu đủ nè, mướp nè, khổ qua nè, đậu bắp nè, ớt nè, rồi này gì đây, rau lan, đây bầu, còn đây là gì, à mồng tơi, càng cua nữa, cây bắp, đây là rau muống, bạc hà, đây là bạc hà, cà nâu nữa, bông mướp, đọt mướp, đọt bầu, đây là rau thơm, rau này và gò gai, gì đây cưng, lá cưng đang sống rất là thơm. Còn này ha, chưa, này là bông thiên lý, bông thiên lý này là rau quế, ớt, còn này là gì, lá xoài. Bây giờ chúng ta đếm coi bao nhiêu loại rau này. 1, lá xoài là 1, bầu là 2, càng cua là 3, mồng tơi là 4, bạc hà là 5, đu đủ là 6, ổ qua là 7, rang là 8, ớt là 9, quế là 10, bắp cây 11, rồi lũa 12, mướp 13, thiên lý 14, gừng 15, bông mướp 16, đọt bầu 17, đọt mướp 18, ngò gai 19, cà nâu 20, rau muống 21, 21 cái loại rau sống ăn hàng ngày trong một gia đình nông thôn của miền Tây ở Việt Nam. Quá thú vị. Vậy là có 24 loại rau rồi. Giờ mình kiểm tra lại còn cái thiếu sót cái loại rau không. Đây rồi. Đây là 25 là cải ngọt. Cải ngọt. 26 là gì đây? Đọt mé, đấy đọt mé chua. 26 là 27. Đây là rau thơm, rau gấp cá. Đây nữa, 28 là tần dây lá. Tôi còn thiếu cái nào nữa không? Hai mươi tám loại rau. Bây giờ kiếm đợi rồi. Một trái cà, gần một trái cà chua là 29. 29.
29. Rồi còn một loại nữa thôi là tròn là 30. Em coi thử tìm xem rồi còn cái loại nào nữa không. À tôi giờ không như là ở trong khu vườn này có trồng hành đó thì phải, hành lá. Được. Như vậy là có đủ 30 món rau thơm, rồi rau ăn sống, rồi rau nấu canh cho một bữa ăn trong gia đình ở cái khu vườn có chu vi rộng 800 m² này. Ba mươi món rau ăn sống, rồi rau nấu canh hàng ngày có tại nhà ông Ba Chương.